Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn các mẫu găng vỏ ở bên shop mình cho các bạn cùng xem nhé. Găng này là găng Vovinam. Vovinam Việt Võ Đạo. Chất lượng nha các bạn. Còn đây là găng tay kinh đôi nha các bạn. Sử dụng cho môn võ tay kinh đô.
đánh bầu cá, đánh boxing vẫn được nha các bạn. Boxing mình tập gió thôi, mình giờ tập vợt thôi, còn mình thi đấu thì mình đánh răng khác, răng này dùng để mình tập vợt. Cái này là bao nhiêu? Cái 50 con cái rồi. Cái này mình siết lại chị. Cái này là một cái hả? Dạ. Tháo ra coi thử. Coi đúng không? Bé bé bi kia mua không con? Một bé thôi. Bỏ vô quấn lại. Hai bé luôn ha. Cái này có một loại hả? Dạ, cái loại đó mình giữ cổ tay chị. Đeo thử cho bé đi chị. Thử giữ cổ tay phải không? Thử rồi. Hỏi tay vô. Xỏ nguyên cái tay luôn con. Hỏi này ông bà. Đúng rồi. Rồi quá. Siết lại. Giữ cổ tay khi mình chống xuống đó chị, nó không có đau. Đúng rồi nè. Đúng không? Thấy bạn mấy bạn như là cái này luôn hả? Cách học cái này luôn hả? Cái Ngọc mua băng gói hay sao? Cái Ngọc mua băng gói là cái gì? Hai cái luôn. Cái này là 50 ngàn một cái hả? Cỡ dài ra. Cái này nhỏ hơn hả? Nè, đưa cỡ. Cái đó nhỏ. Rồi thử thử đi chắc rồi. Nè, cái này rộng rồi. Nè nè, đeo cái này nhỏ nè con. Rộng rồi. Cái này con phải đi đu ôm chứ đeo. Nè cái này nhỏ nè, bé kia thử luôn đi con. Để kéo đại cho em. Chị phải đeo hai tay khi mình chổi xuống nó mới đẹp. Em không biết là nó như thế nào, hỏi đàng hoàng. Vậy hai đứa mua băng gói thôi. Lấy thêm cái này nữa, Khánh Ngọc thử coi vừa không? Thử đi con. Đi hỏi đây này nè. Dạ. Để nó hỏi đi rồi em gặp lại con sao. Ủa? Không có đây nè. Ừ mà băng tay mà không biết băng sao. Được rồi con, được rồi, tưởng nó rộng quá. Muốn hỏi đi em. Cái cổ tay thầy kêu mua dán. cái khủy này, cái cổ tay bởi vậy không biết đâu cho em coi đây đâu cái hình đó là chị lấy trên mạng mình chưa có biết chính xác chị về nè nè bé nhỏ nè cái này là chân hả? Cái này lớn, cái này size nhỏ nè, bé lớn lớn hơn mấy đứa này chú bao nhiêu ký? 42 kg. 42 kg vừa chị. Là cái này là chân hay tay? Chân là 50 ngàn hả? Chị về về thử cho bé đi, không vừa em đổi cho. Cái này là bé lớn hay đúng không? Chờ chị chút em cầm lên cho Bảo Anh giùm chị đi, mua cho nó băng chân trước đi. Lấy cái cặp lớn hồi nãy đó chị, cặp lớn bé để thử hơi rộng mà. Chị lát hồi bé nó không gần đây nó không vừa em lại đổi ha. Đừng có đeo vô nha chị. Thử giờ thôi với đừng. Xem mẫu răng tập nha các bạn. Mình vừa
quay khắp cho các bạn xem luôn. Bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.